những thông tin nổi bật trong chương trình trưa nay. Bắt tạm giam người đàn ông vừa mãn hạn tù lại tiếp tục trộm cắp. Bị gọi tên, các bãi giữ xe bao vây bệnh viện vẫn hoạt động bình thường. Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký cấp biển số xe chỉ mất một ngày. An Giang đã xác định được nguyên nhân gây cá chết hàng loạt trên sông Châu Đốc. An Giang nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính. Xin chào mừng quý vị đã trở lại với Chuyển động 25 giờ, tin nóng từ các địa phương. Mở đầu chương trình trưa nay ngày 20 tháng 5 năm 2022, xin mời quý vị cùng đến với thông tin về tình hình an ninh trật tự xã hội tại các tỉnh thành trong nước. Thưa quý vị, đội cảnh sát hình sự công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng bắt tạm giam Đoàn Thanh Châu sinh năm 1975, trú tại Thanh Khê, Đà Nẵng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Đáng nói thì Châu vừa chấp hành xong án phạt tù 17 năm tù cũng vì tội danh trên. Thông tin từ báo Người Lao Động. Ngày 18 tháng 5, đội cảnh sát hình sự công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng bắt tạm giam Đoàn Thanh Châu sinh năm 1975, trú Thanh Khê, Đà Nẵng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Đáng nói, Châu vừa chấp hành xong án phạt tù 17 năm tù cũng vì tội danh trên. Theo điều tra, sau khi chấp hành xong án phạt tù, Đoàn Thanh Châu dùng xe gắn máy biển kiểm soát giả để làm phương tiện đi trộm. Từ tháng 3 năm 2022 đến ngày 19 tháng 4 năm 2022, Châu thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp tài sản tại quận Sơn Trà và quận Cẩm Lệ. Điển hình, ngày 28 tháng 3, Đoàn Thanh Châu đến trước dãy phòng trọ đường Dương Đình Nghệ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, trộm một máy tính bảng loại iPad 4 màu hồng. Sau đó, Châu tiếp tục đột nhập phòng trọ khác. Thấy chủ trọ đang ngủ, Châu trộm một điện thoại di động hiệu iPhone XS Max. Tiếp đó, công an xác định vào các ngày 6 tháng 4, 8 tháng 4, 15 tháng 4 và 19 tháng 4, Châu nhiều lần đột nhập các nhà trọ, nhà dân, lấy nhiều tài sản có giá trị khác. Đối tượng chủ yếu nhắm vào các gia đình sơ hở, trộm thiết bị điện tử như máy tính bảng, điện thoại di động để dễ tẩu tán tài sản, lấy tiền tiêu xài. Theo các bị hại, tổng giá trị tài sản do Đoàn Ngọc Châu chiếm đoạt được từ các vụ án nêu trên gần 150 triệu đồng. Công an quận Sơn Trà cho biết Đoàn Thanh Châu 47 tuổi đã có 6 tiền án với tổng số hơn 28 năm tù. Lực lượng điều tra đang tiếp tục mở rộng xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định. Thưa quý vị, trên đường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, Công an phường Tân Thành, thành phố Cà Mau vừa bắt quả tang một đối tượng đã sử dụng kích điện có công suất lớn để khai thác hải sản trái phép tại khu vực khóm 3, phường Tân Thành, thành phố Cà Mau, thông tin từ đài truyền hình Cà Mau. Sau khi được mời về cơ quan, đối tượng khai tên Nguyễn Vũ Phương, sinh năm 1999, ngụ khóm 2, phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau. Tang vật tạm giữ gồm một giỏ dài khoảng 5,4 mét, một máy Honda 11, một bộ kích điện, một bình ắc quy 400 ampere cùng một số dụng cụ khác nhằm nâng công suất lớn để khai thác thủy sản trái phép. Đánh bắt thủy sản bằng kích điện là hình thức khai thác theo kiểu tận diệt nguồn lợi thủy sản. Ngoài ra, nó còn trực tiếp gây nguy hiểm đến tính mạng của người sử dụng, thậm chí dẫn đến chết người, bởi chỉ cần một chút bất cẩn là xảy ra hậu quả khôn lường. Thưa quý vị, mặc dù Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh có văn bản yêu cầu dừng hoạt động, buộc hoàn trả lại vỉa hè, nhưng cho đến nay thì các bãi giữ xe trước cổng các bệnh viện được điểm mặt gọi tên vẫn hoạt động bình thường. Cụ thể, bãi giữ xe dọc theo các vỉa hè xung quanh các bệnh viện vẫn đầy ắp xe máy, các hàng rào dựng lên để làm điểm giữ xe còn nguyên. Thông tin từ báo Người Lao Động. Ghi nhận của phóng viên trong ngày 18 tháng 5, các bãi giữ xe trước cổng các bệnh viện vừa được Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh điểm mặt gọi tên vẫn hoạt động bình thường. Bãi giữ xe dọc theo các vỉa hè xung quanh các bệnh viện vẫn đầy ắp xe máy, các hàng rào dựng lên để làm điểm giữ xe còn nguyên. Khoảng 12 giờ trưa, khu vực trước cổng chính bệnh viện Chợ Rẫy, đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5 bát nháo lộn xộn do bệnh nhân và người nhà đổ ra các hàng quán xung quanh để mua thức ăn. Ghi nhận của phóng viên, các bãi giữ xe được trưng dụng từ vỉa hè phía trước cổng bệnh viện này trên đường Nguyễn Chí Thanh và Thuận Kiều vẫn hoạt động bình thường, xe máy của bệnh nhân ra vào liên tục. Người dân cho biết trước đây toàn bộ vỉa hè xung quanh bệnh viện Chợ Rẫy được dựng hàng rào trưng dụng làm bãi giữ xe máy, họ phải đi xuống lòng đường. Khoảng một năm trở lại đây, các hàng rào này thu hẹp lại, trả lại một phần vỉa hè để người dân đi bộ. Tuy nhiên, khi diện tích lối đi dành cho người đi bộ rất hẹp và còn bị giới hạn bởi các hàng rào chạy dọc theo lối đi, nên đa số người dân chọn đi xuống lòng đường. Các bãi giữ xe bao vây bệnh viện Hùng Vương, đường Lý Thường Kiệt cũng tương tự. Toàn bộ vỉa hè trước cổng số 4 của bệnh viện này bị trưng dụng làm bãi giữ xe, người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Còn tại khu vực vỉa hè đường Bà Triệu, khoảng 2/3 diện tích đã được rào lại để dùng làm bãi giữ xe.
Phần diện tích còn lại chỉ vừa đủ để một người đi bộ. Từ đường Hồng Bàng, chúng tôi chạy xe vào đường Đặng Thái Thân, kế bên Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Rất đông người chạy lại mời chào giữ xe. Một nhân viên mời chào. Chạy xe xuống đây, có bao nhiêu chiếc cũng giữ được hết. Theo ghi nhận, toàn bộ vỉa hè hai bên đường Đặng Thái Thân bị biến thành bãi giữ xe. Đa số gửi xe tại đây là người dân đi thăm, khám bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại đường Dương Quang Trung, nơi có cổng của Bệnh viện Nhân dân 115, mặc dù đầu đường có biển cấm đổ nhưng ô tô cá nhân và taxi xếp hàng dài dọc hai bên. Một đoạn dài gần 200m của đường Dương Quang Trung, phần vỉa hè được rào lại cũng được dùng làm bãi giữ xe. Tại thời điểm phóng viên ghi nhận, bãi xe tại đây gần như kín chỗ. Trước đó, chiều 17 tháng 5, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn gửi Công an thành phố, Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân 7 quận cùng lực lượng Cảnh sát Giao thông, Thanh tra Giao thông về tăng cường xử lý các trường hợp chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, dừng đỗ xe sai quy định. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức tháo dỡ ngay các hàng rào bố trí trên vỉa hè gây cản trở người đi bộ, người khuyết tật lưu thông và hoàn trả vỉa hè theo nguyên trạng. Việc cấp phép cho các tổ chức trông giữ xe trên vỉa hè chỉ được thực hiện trên các tuyến đường thuộc danh mục được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành. Sở đồng thời yêu cầu các địa phương rà soát và đề xuất bổ sung các tuyến đường đủ điều kiện cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè làm điểm trông giữ xe công cộng. Một loạt điểm trông giữ xe chiếm dụng vỉa hè được Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh điểm mặt, gồm điểm giữ xe Bệnh viện Mắt Thành phố, đường Tú Xương, Bệnh viện Răm, Bệnh viện Răng Hàm Mặt, đường Trần Hưng Đạo, Bệnh viện Chợ Rẫy, đường Nguyễn Chí Thanh, Thuận Kiều, Bệnh viện Đại học Y Dược, đường Đặng Thái Thân, Bệnh viện An Bình, đường Trần Phú, đường An Bình, Bệnh viện Hùng Vương, đường Lý Thường Kiệt, Bà Triệu, Bệnh viện Nhân dân 115, đường Dương Quang Trung, Sư Vạn Hạnh, Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện, đường Thành Thái và đường phía sau bệnh viện, Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh, hẻm 781 Lê Hồng Phong. Thưa quý vị, mới đây lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết một người đàn ông tử vong tại hiên cửa một ngôi nhà ven đường ở thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Thông tin từ đài truyền hình Bình Phước. Sáng nay, người dân trong khu vực phát hiện một người đàn ông nằm trên hiên nhà ven đường Lê Quý Đôn thuộc khu phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong. Đến gần kiểm tra thì phát hiện người này đã tử vong từ khi nào không rõ. Ngay sau đó, sự việc được trình báo cơ quan công an. Nạn nhân khoảng trên 50 tuổi, chưa xác định danh tính, tử vong trong tư thế nằm ngửa. Trên người nạn nhân mặc quần dài, áo ngắn, khoác áo khoác màu xanh đậm. Bên cạnh thi thể có một cây gậy. Cơ quan chức năng đang xác minh danh tính nạn nhân, làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, đến hết ngày 15 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết thủ tục đăng ký cấp biển số xe lần đầu trong ngày cho người dân. Thông tin từ báo Người Lao Động. Đến hết ngày 15 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết thủ tục đăng ký cấp biển số xe lần đầu trong ngày cho người dân. Ngày 19 tháng 5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khoảng thời gian từ nay đến hết ngày 15 tháng 6, đơn vị sẽ triển khai kế hoạch tháng hành động, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày. Cụ thể, BC08 sẽ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày đối với thủ tục đăng ký, cấp biển số xe lần đầu, thủ tục cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết ngay trong ngày, thì kết quả được trả cho người dân, cơ quan, doanh nghiệp ở ngày làm việc tiếp theo. Theo lãnh đạo BC08, đây là một trong những hoạt động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính trong năm 2022. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong việc hỗ trợ, xử lý nhanh chóng, kịp thời các hồ sơ tiếp nhận liên quan đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, góp phần tạo môi trường thuận lợi, thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, theo thống kê, vừa qua tỉnh Cà Mau đã có hơn 10.000 thí sinh trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh bước vào thi thử trung học phổ thông năm 2022. Thông tin từ đài truyền hình Cà Mau. Trường có đông thí sinh nhất là trường trung học phổ thông Cà Mau với hơn 1.000 thí sinh. Trường có ít thí sinh là trường trung học phổ thông Tân Đức, huyện Đầm Dơi với hơn 90 thí sinh và trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh có hơn 40 thí sinh. Kỳ thi thử lần này được xem như thi thực, qua đó giúp cho các nhà trường đánh giá năng lực từng học sinh để tiếp tục bồi dưỡng, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong thời gian tới. Thưa quý vị, dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện trong thời gian qua đã góp phần tạo chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chủ lực, tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Lâm Đồng.
Và điều này đã thể hiện rõ sau một thời gian các doanh nghiệp áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng của Sở Khoa học và Công nghệ, thông tin từ Đài Truyền hình Lâm Đồng. Công ty cổ phần Viên Sơn đóng chân trên địa bàn xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, chuyên sản xuất và xuất khẩu các loại rau củ quả tươi, chế biến cấp đông và chế biến ăn liền sang nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Từ năm 2020, doanh nghiệp này đã áp dụng thành công hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn FSSC 22000, phiên bản nâng cao hơn tiêu chuẩn ISO 22000-2005. Với nhiều điều kiện chặt chẽ và toàn diện hơn mà doanh nghiệp phải đáp ứng như công tác xã hội của doanh nghiệp, vai trò lãnh đạo, v.v. Quy trình của FSC họ bắt buộc chúng tôi phải tuân thủ. Nó trải đều từ cái khâu quản lý, từ cái quản lý con người, quản lý đầu vào, rồi các cái công đoạn sản xuất cho đến đầu ra. Thì nhờ đó thì cái đội ngũ gọi là quản lý chất lượng công ty bám sát và thực hiện rất là tốt và nâng cao, không ngừng nâng cao được cái chất lượng của sản phẩm mỗi ngày một cao hơn. Có thể thấy việc nâng cao năng suất chất lượng không chỉ làm cho chất lượng sản phẩm luôn ổn định, mẫu mã phong phú, mà còn kiểm soát hiệu quả công việc trong toàn đội ngũ lao động. Từ đó hoạt động hiệu quả hơn, tăng năng suất, tiết kiệm nguyên vật liệu hơn, nâng cao khả năng quản trị, tạo môi trường làm việc an toàn, tuân thủ đúng các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Không chỉ các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu mới quan tâm triển khai thực hiện, áp dụng các hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế để hội nhập thành công, mà đối với cả các doanh nghiệp bán lẻ, các hợp tác xã nông nghiệp cũng triển khai ứng dụng. Sau khi áp dụng cái hệ thống quản lý thì năng suất của chúng tôi là tăng lên rõ rệt, độ đồng đều và chất lượng cây nó phát triển tốt, tăng lên là từ 20 đến 25% so với trước khi áp dụng. Theo chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp Lâm Đồng nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, dưới sự chủ trì của Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục dành nguồn lực hơn 17 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện chương trình này. Trong đó, chú trọng lan tỏa những mô hình điểm làm tiền đề để các doanh nghiệp tiếp tục đổi mới phát triển. Chúng tôi thì cũng đã có nhiều cái hoạt động mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Thì từ bắt đầu là cái việc mà đào tạo, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Hiểu như thế nào về tiêu chuẩn, hiểu như thế nào về chất lượng và đo lường. Thì chúng tôi cũng đào tạo cho họ và sau đó phân loại. Phân loại thì trên cái cơ sở là cái điều kiện, cái bối cảnh, cái quy định của nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng thì chúng tôi cũng sẽ là hỗ trợ cho các cái sản phẩm của các doanh nghiệp là đưa ra thị trường thì cần phải đáp ứng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật như thế nào. Cái thứ hai là trong quá trình tổ chức sản xuất thì cái việc mà bố trí cái quy trình sản xuất thì đáp ứng những cái quy chuẩn, cái tiêu chuẩn như thế nào và làm sao đó để chống cái lãng phí thì nó sẽ tạo được cái giá thành sản phẩm nó sẽ tốt hơn, cái chất lượng nó đảm bảo hơn. Trong giai đoạn tới, chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp Lâm Đồng sẽ tiếp tục tập trung đổi mới, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa và khả năng cạnh tranh thông qua áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến, năng suất chất lượng tiên tiến, đặc biệt là các tiêu chuẩn công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh trong bối cảnh mới của hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Linh hoạt, sáng tạo và chủ động triển khai các đề án, dự án điểm sẽ góp phần tiếp thêm sức bật cho doanh nghiệp trên chặng đường hội nhập. Thưa quý vị, mới đây, Đoàn Kiểm tra Cải cách Hành chính tỉnh Cà Mau đã đến kiểm tra cải cách hành chính năm 2022 tại huyện Phú Tân với nhiều kiến nghị, đề xuất, thông tin từ Đài Truyền hình Cà Mau. Trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân kiến nghị đề xuất với đoàn kiểm tra sắp tới cần quy định cụ thể đối với việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa đối với ngành dọc, nâng cấp tốc độ xử lý trên phần mềm, vì hiện nay phần mềm chạy chậm, gây mất thời gian, đẩy nhanh tiến độ đồng bộ, thống nhất dữ liệu giữa các phần mềm liên quan. Bên cạnh đó có thể theo dõi kiểm tra hồ sơ nộp trực tuyến thực tế của đơn vị lên tuyến tỉnh. Về số hóa thủ tục hành chính, cần phải có giải pháp quy định thống nhất phù hợp với điều kiện thực tế. Thưa quý vị, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang đã có báo cáo kết quả phân tích một số chỉ tiêu lý hóa trong môi trường nước trên sông Châu Đốc gây ra cá chết hàng loạt, thông tin từ Đài Truyền hình An Giang.
Qua thông tin có hiện tượng cá chết ở các khóm Vĩnh Tân, Vĩnh Chánh 1, Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Ngân của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Châu Đốc vào ngày 14 tháng 5, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang đã tiến hành thu mẫu nước, thủy sinh vật ở khu vực cá chết tại xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, phường Vĩnh Ngân, thành phố Châu Đốc để phân tích lý quá nước, 36 chỉ tiêu thủy sinh vật, định tính, định lượng. Kết quả, khu vực xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú có 6 trên 17 thông số quan trắc DO, TSS, COD, amoni, NH4 cộng tính theo N, phốt phát BO43 trừ tính theo B, FE chưa đảm bảo theo QCVN08MT2015/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt ở khu vực phường Vĩnh Ngân, thành phố Châu Đốc. Có 7 trên 17 thông số quan trắc DO, TSS, COD, amoni, NH4 cộng tính theo N, nitrit, NO2 trừ tính theo N, phốt phát BO43 trừ tính theo B, FE chưa đảm bảo theo QCVN08MT2015/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang Tô Hoàng Môn, kết quả trên phản ánh chất lượng nước tại huyện An Phú và thành phố Châu Đốc thời điểm lấy mẫu cho thấy hàm lượng các chất rắn lơ lửng, sắt hữu cơ, nitơ, phốt phát đều ở mức cao hơn quy chuẩn cho phép. Oxy hòa tan trong nước thấp hơn quy chuẩn cho phép, không có kim loại nặng và dầu mỡ trong môi trường nước, khu vực quan trắc. Trong môi trường nước, khi hàm lượng chất rắn lơ lửng nhiều, chất hữu cơ cao, oxy trong nước thấp, sắt cao sẽ ảnh hưởng đến quá trình hô hấp của cá, có thể gây bất lợi cho quá trình trao đổi khí qua mang cá. Để hạn chế thiệt hại thủy sản nuôi, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang khuyến cáo các hộ nuôi cá khu vực này tăng cường bố trí treo dồi ở khu vực đầu bè, đề phòng lúc mưa kéo dài và pH nước hạ thấp. Trang bị máy thổi khí quạt nước và dự trữ oxy hạt để cung cấp cho lồng bè khi lưu tốc dòng chảy yếu hoặc ban đêm khi test thấy thiếu oxygen cục bộ. Đồng thời trang bị các bộ test nhanh DOPH nhằm kiểm tra chất lượng nước khi cần thiết, điều chỉnh di dời giãn khoảng cách neo đậu lồng bè thông thoáng. Thưa quý vị, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn là khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh. Để thực hiện mục tiêu trên, năm 2022, tỉnh An Giang đã tăng cường nâng cao các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, xem đây là một trong những nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. Thông tin từ Đài truyền hình An Giang. Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, ngay từ đầu năm, các cơ quan ban ngành tỉnh và các địa phương đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ban hành các kế hoạch nhiệm vụ các lĩnh vực trọng tâm của công tác cải cách hành chính như xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền, đồng thời cụ thể hóa các nhiệm vụ mục tiêu trong kế hoạch cải cách hành chính của từng cơ quan đơn vị. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền đẩy mạnh công tác cải cách hành chính như phương thức hoạt động giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Đây là 6 lĩnh vực và có 54 nhiệm vụ mà chúng tôi phải thực hiện. Thì để thực hiện vấn đề đó thì căn cứ theo kế hoạch thì chúng tôi triển khai cho từng bộ phận để theo dõi, nhất là cán bộ thực hành, thi hành pháp luật, thứ hai để gì cái thực hiện thủ tục hành chính như thế nào. Và chúng tôi cũng ra quyết định đối với cán bộ công chức thực hiện làm nhiệm vụ đầu mối để xem xét thủ tục hành chính. Để qua đó thì cũng kiểm tra đôn đốc, đồng thời cũng có cái là kế hoạch để kiểm tra công vụ đối với từng cán bộ cơ quan ngành từ huyện đến các xã thị trấn. Trong quý 1 năm 2022, cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cung cấp tổng số dịch vụ hành chính công trên 2.000 dịch vụ, trong đó tổng số hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 gồm 1.500 hồ sơ, đạt 50,1%. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn và đúng hạn là 97,2%. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh chưa phát sinh hồ sơ do không có nhu cầu từ các tổ chức cá nhân. Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích chưa đạt tỷ lệ theo yêu cầu. Vì vậy, các địa phương trong tỉnh cần tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và có những giải pháp đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa để đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Thứ nhất là phải tuyển dụng, quy hoạch, thứ hai rồi đào tạo, bồi dưỡng, thứ ba đánh giá là thứ tư, điều động là bổ nhiệm là thứ năm, luân chuyển là thứ sáu và chính sách là thứ
về chính sách lương bổng nghỉ việc các thứ. 7 cái nhiệm vụ này là chúng ta phải tham mưu cho ủy ban và cấp ủy để mà thực hiện tốt trong cái công tác cán bộ. Thì nó sai hai cái nhiệm vụ quan trọng, đó là một là công tác tuyển dụng, hai là cái quy trình cán bộ nó sai rất là nhiều. Cho nên các đồng chí cũng hết sức trong cái tham mưu là phải chú ý, phải gác cổng và làm cho nó đúng bài. Để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 trên các lĩnh vực trọng tâm, gồm cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, theo tinh thần nghị quyết số 76 trên NQCB của Chính phủ. Theo đó, có 8 lĩnh vực với 80 nhiệm vụ. Trong đó, cải cách chế độ công vụ có 8 nhiệm vụ, cải cách hành chính công có 8 nhiệm vụ, xây dựng phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số có 23 nhiệm vụ. Các cái phòng của huyện cũng phải có cái báo cáo để gửi về sở trong công tác hoạt động của mình hàng tháng, hàng quý để mà nắm được cái tình hình chung. Ngoài cái trao đổi đột xuất thì cái định kỳ chúng ta cũng phải nắm để mà đánh giá cho từng cái giai đoạn một trong cái công tác nội vụ để chúng ta làm sao tổng hợp được nhiều nhất những cái thông tin quan trọng, những cái kết quả đạt được, những cái gì mà còn tồn tại, những cái gì mới, những cái gì sáng kiến để mà chúng ta có thể tập hợp rồi định hướng nhân rộng những cái tốt, khắc phục những cái mà. Song song đó, nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính của năm 2022 là tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, các kỹ năng giao tiếp, đạo đức công vụ nhằm đáp ứng nhu cầu công việc, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công của cơ quan hành chính nhà nước, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính. Kính thưa quý vị, và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Chuyển động 25 giờ, tin nóng từ các địa phương trưa nay. Chương trình hợp tác giữa các cơ quan báo chí đài truyền hình cùng MCV Network tổng hợp và chia sẻ những thông tin đặc sắc từ các bản tin trên kênh digital của các đơn vị. Và quý vị cũng có thể xem thêm các tin tức hấp dẫn trên hệ thống YouTube, Facebook và TikTok của MCV Network và các đơn vị báo đài liên quan, cũng như sử dụng Netlove. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.